Xin chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu với anh em một siêu phẩm anh em ha. Thì đây là một con âm ly đèn đến từ thương hiệu Pilot. Tuy nhiên cái con này là đời lớn đó nè. Trong cái dòng mà 24 á thì nó có 240, rồi 245, rồi 246, 248, thì cái con này là 246 là con gần lớn nhất nha. Thì model này cũng được gọi là hiếm, rất hiếm luôn. Tại thị trường audio Việt Nam thì nó chỉ có xuất hiện trong một vài năm trở lại đây, thì nó chỉ xuất hiện một hoặc hai con thôi, gọi là không có nhiều anh em ha. Thì cái lý do là đây là cái đời lớn ở bên nước Mỹ được rất là chuộng, ưa chuộng cái dòng này. Tại vì anh em có thể lên các cái diễn đàn, cái trang web thì anh em gõ ra cái thương hiệu này được đánh giá rất cao, cao về cái chất âm, nó ngọt ngào. Thì nó so với Hikit, so với Bogan thì nó rất là ngọt nha, Pilot là ngọt. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu chi tiết với anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu mà tìm một con đèn vừa hay vừa hiếm và đặc biệt là công suất lớn để đánh, ví dụ như đánh các cái dòng loa 3 tấc, 4 tấc hay là đánh AR. Con này đánh AR3 thoải mái anh em nhé. Đánh AR3 thoải mái. Tại vì cái lúc mà Khôi có thì Khôi đã ghép thử cái con trước rồi. Nên là mình khẳng định được như vậy nha. Còn AR2 thì đánh như bom. JBL đồ đánh tốt lắm nha. Thậm chí là cái con loa đồng trục bát 50 của Khôi phía sau kia kìa. Khôi cũng đã đánh rồi, nó thừa luôn. Antec bát 40, Antec 15, 14 đã qua nó hết rồi anh em. Nó cho chất âm cực kỳ ấn tượng nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem cái ngoại hình trước. Thì cái vỏ gỗ này là được đóng tại Việt Nam anh em. Nhưng mà rất là đẹp và rất là kỳ công anh em. Có nghĩa là sao? Mình phải đưa cái âm ly này, mình phải rút bóng rồi mình đưa cái âm ly này xuống ngay cái chỗ làm á để họ đo đạc cho nó vừa vặn anh em. Anh em nhìn nè. Đó. Thì anh em thấy nó set luôn nha. Nó set luôn chứ nó không có thừa nha. Nó không có thừa. Đó nên mình có cái nét thẩm mỹ. Và ngoài ra là mình phải làm cái vắt xéo này theo cái mẫu của cái hãng này. Nó rất đẹp, để lâu quá nó bụi nè. Nên mình nhìn các cái góc cạnh ha. Nhìn con Nambi rất là sang, nhìn trên cao xuống này. Nhìn rất là đẹp, rất gấu luôn. Cái vỏ gỗ nó thể hiện cái sự vintage ha, cho những người yêu thích đồ cổ. Bên trong nó còn một cái vỏ sắt nữa anh em nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ quay nhìn cho anh em coi sơ phía sau ha, để anh em thấy được cái đồ đẹp. Thấy đẹp dã man không? Này đẹp. Bóng này là bóng 7591 ha. Nên nó sẽ cho công suất rất là lớn đó nè. Thì mình có thể nhìn vào đây nè. Nhìn vào đây anh em thấy nè. Công suất 200W ha. Total là công suất 200W. Cực kỳ lớn luôn. Khủng khiếp ha. Rồi. Các cái đây là tín hiệu vào này, đây loa này. Thì nó có 4 này, 8, 16 này. Anh em rất là dễ đánh nha. Đánh loa Anh là thường là 16 ohm. Là Mỹ loa Nhật thì 8 ohm, loa Đức là 4 ohm nha. Tăng phô nhìn rất là mới, là anh em hiểu được con âm ly đèn nó mới cỡ nào rồi ha. Nhìn khủng khiếp thiệt. Rồi ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo nó ra. Trong đây còn một cái nắp sắt nữa anh em. Để anh em mình cùng xem bên trong ha. Có những cái gì mà tạo nên một cái tuyệt tác như vậy nha. Đây mọi người, Khôi đã tháo nó ra anh em ha. Nói chung là cái con này tháo rất là cực. Mình phải tháo trình từ đây, Khôi cho anh em xem luôn. Các cái núm của nó ha, mình rút ra. Mình rút núm ra trước, để Khôi hướng dẫn luôn nè. Anh em nào về mà cần tháo á, mình phải tháo nó ra ha. Tháo cái núm nó ra, rồi. Xong rồi mình mới tháo cái vỏ. Đây là cái phần ruột gan của nó ha. Thì Khôi vẫn quay cho anh em xem một vòng trước ha. Cực đẹp luôn ha. Mình zin zin mà nó đẹp như vậy đó anh em. Tại vì hiếm lắm, hiếm những cái con âm ly mà 60 70 năm mà nó vẫn còn như vậy. Thì được gọi là đẹp. Đẹp mà không chỉ đẹp mà là đẹp xuất sắc á nha. Phải dùng từ là đẹp xuất sắc á. Kinh khủng khiếp luôn. Ok ha. Rồi. Nói chung là tất cả là đều giống nhau. Bên này nhìn hướng này còn đẹp hơn nữa nha. Ok. Thì cái ấn tượng mà đập vào mắt của mình á, là đầu tiên là anh em thấy, để có đưa máy cao hơn tí nè, là ba cái tăng phô nè. Mới nhìn thì mình sẽ không phân biệt được cái nào là cái xuất âm nè.
Tại vì ba cái này bằng nhau ha. Đó, anh em nhìn này, trên cao xuống này. Ba cục bằng nhau nha. Thì chứng tỏ con này là công suất cực kỳ lớn chứ không phải là lớn anh em. Công suất mà thiết kế 200W á, công suất điện là cực kỳ lớn đó. Lớn hơn bán nhận luôn nha. Thì đây là cái nguồn này nè. Hai cục này cục xuất âm nha. Thì tụ này, đặc biệt là anh em thấy những cái con âm ly đèn á mà nó cộ là thường sử dụng cái tụ giấy nha. Tụ giấy thì cho cái tiếng rất là mộc mạc, rất là hay. Rồi về công suất là bóng bốn cái công suất là 7591 nha. Bóng này tương đương với gần gần bằng L34 rồi. Công suất lớn lắm anh em. Chỉ riêng tính cái bóng không. Một cái của nó là 14W rồi, 12 đến 14W rồi nha. Hàng này là 14W này, cho cái RCA thì một kênh của nó bình thường nó đã chưa khuyết đại nó là 30W rồi. Anh em thấy kinh khủng khiếp ha. Quá khủng khiếp. Rồi. Tiếp theo ở 4 cây RCA USA anh em ha. Rồi tiếp theo là chạy 1 2 3 4 cây, 4 cây 12S7. Cây này là của USA này, electric này ha. Và trong này có hai cây 10 thêm hai cây 12S7 nữa. Anh thấy cái con này chạy là tất cả là 6 cây luôn anh em. Anh em thấy 1 2 3 4 6 cây đều là 12S7 luôn. Tuy nhiên là trong đó nó chia ra là những cái phần rề và phần phono nữa nhé. Tại vì đèn á, đèn là lúc nào nó có cái ngọn phono anh em ha. Thì đây là mình có thể sử dụng cái này là cây 12U7 ha. Thì cái này là sử dụng hai cây mula anh em. Đây này. Mula này. Thì mula này kinh khủng khiếp không? Ok ha. Rồi. Thì mula Britain luôn. Nói chung là cấu hình bóng khá tốt đây nè. Là về tình trạng máy thì đẹp. Nói chung là không biết giới thiệu gì thêm, tại vì nó quá đẹp đây nè. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Và đẹp giật mình á. Tại vì đèn đó nè, nói về đèn mà đẹp là cũng khá hiếm. Tại vì nó theo thời gian thì nó sẽ bị hoen ố, hoen móc ha. Nhưng mà con này đẹp, đó, anh em nhìn kỹ ha. Tuyệt vời ha, tuyệt vời. Ok, rồi thì cái máy này máy zin rồi. Nhưng mà Khôi sẽ lật nó lại, Khôi sẽ cho anh em xem cái mặt đít ở dưới, xem công suất của nhà thiết kế, cũng như là xem các cái tù tì nằm ở dưới, để anh em yên tâm ha. Thì những anh em nào mà chơi đèn á, thì khi mua đèn á, thì lưu ý là nói khách, nói người bán á, họ lật máy lại, họ chụp cho mình xem cái tù tì ở dưới nha. Anh em lưu ý cái chuyện này. Nếu như mà tù tì mà thay rồi, tăng phô, các thứ mà nó làm rồi á, thì nó sẽ không còn giá trị. Cùng một con âm ly này có thể là người bán 30, người bán 40 thì nó đều có cái lý do của nó anh em nhé. Lưu ý là như vậy, mình không nói ai hết, nhưng mà cái giá trị của nó sẽ tùy thuộc vào cái phần dinh không dinh nữa, rồi đẹp không đẹp nữa nha, cái phần ngoại hình này rồi sau đó là về cái phần tụ tì các dưới. Bây giờ Khôi tháo ra, Khôi sẽ cho anh em biết tiếp theo ha. Rồi Khôi đã tháo cái nắp ra rồi, nhưng mà Khôi giữ lại để Khôi cho anh em cùng xem cái thông số ha. Model 246 này, Pilot này, ok ha. Đó, các cái thông số của nó này. Điện thì 105-120, nhưng mà tốt nhất em nên sử dụng 120 nhé. Rồi, công suất là 170W này. Đây. Và cái công suất audio á, này anh em thấy 44W này ha. Chia ra một kênh là 22W, 22W là chưa có tính là hệ số khuyết đại nha. Rồi là cực lớn luôn. Con này đánh tốt AR3 luôn anh em. Anh em nào mà có AR3 cũng nên trải nghiệm ha. Đó. Đây, đây là cái phần ruột gan của nó em. Đó. Thì đây lúc này mình xem trên này là 4 cây công suất này nè, 4 cây công suất này ha. Đó mình nhìn xem này. Con này nó zin mà còn cả cái vết vết keo luôn ha. Vết này vết keo của hãng này nè. Thì các cái vết sơn này á là sơn sơn zin. Sơn zin anh em nha, lưu ý như vậy. Tại vì sơn zin á thì nó sẽ có cái đặc điểm riêng của nó, chứ nó không phải là nhiều anh em nghĩ là mình lấy bút lông vẽ vào đâu nha, không vẽ được. Cái môi hàn cũng vậy, anh em nhìn nhìn nó sẽ có nha anh em, nhìn thấy nha. Thì những cái gì mà Khôi quay ở đây á là Khôi bán đúng như vậy nha. Mình việc thật người thật này, mình không có ngại gì. Tuyệt vời anh em ha. Zin này gọi là zin tuyệt đối á nha. Zin tuyệt đối á. Những cái tù này á mà nếu như hư á mà thay rất tốn rất là nhiều tiền anh em nha. Lưu ý như vậy. Tù 400V anh em này. Trong cái dòng âm ly đèn á, điện thế rất là cao. Nên anh em lưu ý là khi mà chơi đèn á, mình nhớ sử dụng điện đại cho nó chuẩn.
Một cái ổn áp mình trang bị phải 3 kg nha, 2 kg cho đến 3 kg hoặc 5 kg, ví dụ vậy. Đừng có xài cái 1 kg nó quá nhỏ. Có nhiều anh em mua về mình thấy xài có mấy trăm trăm hoặc là đến 1 kg quá nhỏ. Nó thứ nhất là nó không đủ điện, cái thứ hai nữa là nó không có ổn định được cái dòng điện nhé, lưu ý như vậy. Rồi đó, thì xong anh em ha, một con máy zin đẹp và model hiếm, đặc biệt là tiếng hay và công suất lớn, thì nó thuộc hàng hiếm lúc bây giờ, tại vì không có nhiều hàng trên thị trường, tại vì sắp Tết và mùa dịch hàng về rất khó nha. Rồi về cái mức giá thì anh em nào có cái nhu cầu thì liên hệ với Khôi nha. Thì Khôi sẽ tại vì nó có một phần nữa, thì ví dụ như cái cấu hình bóng nha, nó khác nhau nên Khôi không có báo giá thẳng, không báo giá thẳng, mà anh em nào có nhu cầu và người biết chơi thì anh em liên hệ với Khôi để mình cùng trao đổi một tí trước khi mình giao lưu anh em nhé. Rồi cái mức giá mà anh em tham khảo là chắc chắn rồi, con này cũng đã từng Khôi từng bán rồi nên có cái mức giá tham khảo là trên 35 triệu. Em lưu ý nha, trên 35 triệu. Thì khách nào có nhu cầu thì liên hệ với Khôi. Còn bây giờ thì Khôi sẽ đánh test, gọi là test thử chất âm để anh em cùng nghe nhé. Rồi. Hỏi anh biết hay không?
Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ. Nghe nguồn dâng lên ý thơ. Hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ.